Năm nay mình có một kỳ nghỉ Tết khá là dài. Chắc hẳn một số bạn ở đây cũng có một cái kỳ nghỉ Tết nó dài hơn so với các năm trước đúng không? Mình quê ở Đà Lạt và mình sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mỗi lần về quê thì mình không thể nào mang hết tất cả những cái đèn điện, những cái âm ly guitar, những cái dụng cụ ví dụ như loa hoặc là những cái dụng cụ thu âm như camber này kia để tập luyện được, bởi vì nó vừa nặng vừa cồng kềnh và để đảm bảo an toàn cho những cái món đồ điện tử giá trị cao nữa. Thì lúc đó mình mới suy nghĩ ra làm cách nào để mình tìm ra được một cái âm ly guitar mà có kích thước nhỏ gọn thôi mà nó phải có tiếng clean, tiếng overdrive hoặc là distortion, mà nếu có những cái effect ở trong đó thì tốt. Và mình đã tìm ra được một cái âm ly guitar phù hợp, đó chính là cái Blackstar Fly 3. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái lý do tại sao mình lại lựa chọn cái Fly 3 trong cái quá trình luyện tập của mình. Đầu tiên đó là kích thước rất là nhỏ gọn, chưa tới một cái gang tay ha. Đó. Và như vậy thì mình có thể dễ dàng mình cuộn chung với quần áo hoặc là mình cuộn một cái lớp bubble wrap bên ngoài để mình bỏ trong ba lô và mình có thể mang đi bất kỳ nơi đâu cũng được. Rất là phù hợp để mình đem lên Đà Lạt tập luyện vào cái dịp Tết. Cái thứ hai nữa là mỗi lần đi biểu diễn ở những tỉnh thành khác ngoài Sài Gòn hoặc là mỗi lần đi tour dài ngày thì việc có một cái âm ly guitar để mình có thể tập luyện lúc rehearsal hoặc là ở trong phòng, trong khách sạn mình tập luyện á, thì nó rất là tuyệt vời. Không giống như những cái cây đàn thùng hay là những cái cây đàn semi hollow hoặc là hollow body thì nó có cái âm thanh mập phát ra đúng không? Cái đàn điện mà nó gỗ đặc thì cái tiếng của nó rất là nhỏ và mình rất là khó để có thể tập luyện được. Mình chỉ tưởng tượng ra, chủ yếu là mình tập cho nhớ thôi chứ mình không thể nào mà mình có được cái sound nó nghĩ được. Có một cái âm ly guitar để mang theo như vậy thì rất là tiện lợi. Đặc biệt là cái âm guitar này có thể chạy bằng pin, tức là chỉ với 6 viên pin 2A, tức là cái pin tiểu mà mình thường gặp ha, là bạn có thể mang cái âm này đi bất kỳ nơi đâu luôn. Và mình cứ tưởng là 6 viên pin này thì nó sẽ trụ không có được lâu, tức là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là mình phải thay. Tuy nhiên điều là mình bất ngờ đó là 6 cục pin này mình tập trong vòng 1 tháng, mỗi ngày 1-2 tiếng và nó chưa hết lần nào. Ngoài ra thì để bảo vệ môi trường hoặc là để tiết kiệm pin thì các bạn có thể mua những cái loại pin sạc được hoặc là sử dụng những cái adapter. Đây, adapter 6.5V và 2A ha. Nếu như bạn không phải di chuyển đi đâu hết. Lý do thứ hai đó chính là âm lượng. Đối với một cái âm ly mà 3W á thì chắc ai cũng tưởng tượng là nó sẽ rất là nhỏ, chỉ chủ yếu để tập kiểu đứng gần đúng không? Nhưng mà với âm lượng của cái âm ly này thì thực sự là mình bất ngờ. Bởi vì để tập luyện ở nhà thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ngoài ra khi mà mình để qua tiếng overdrive mà để tối đa cái level của nó thì nó rất là lớn. Nó có thể tổn thương tai của mình á. Và chắc chắn là hàng xóm cũng sẽ gõ cửa nhà bạn. Mình nghĩ đối với cái âm ly này thì mình hoàn toàn có thể biểu diễn ở những cái sân khấu nhỏ, ví dụ như quán cà phê ấm cúng khoảng vài chục người ha, hoặc là mình có thể tập với ban nhạc cũng được. Tuy nhiên cái âm lượng to thì không đồng nghĩa với hay, thì lúc mà mình chỉnh cái volume nó lên quá cao á thì mình cảm giác cái tiếng nghe nó bị vỡ ra quá nhiều, nó hơi rát, nó hơi khó chịu và nó không có hay như lúc mình để âm lượng nó vừa phải. Thứ ba đó là cái hệ tiếng của cái âm ly guitar này rất là đa dạng. Ngoài cái tiếng clean á thì các bạn có thể chuyển qua tiếng overdrive bằng cách bấm một nút này ha. Và nó có một cái núm để nó có thể điều chỉnh được cái EQ của tiếng. Ví dụ như bạn vặn qua bên này tối đa, nó sẽ là hệ tiếng US, tức là hệ tiếng Mỹ ha. Và bên này thì nó sẽ là hệ tiếng Anh. Trên thị trường á có rất là nhiều loại amp, có rất là nhiều hãng sản xuất âm ly trên thế giới và cái hệ tiếng của nó rất là đa dạng. Tuy nhiên guitarist á thì thường chia những cái loại amp bóng đèn ra làm hai hệ, một hệ là tiếng kiểu Anh và một hệ là tiếng kiểu Mỹ. Tiếng kiểu Anh nó sẽ đại diện cho những cái thương hiệu lớn như là Marshall hoặc là Orin hoặc là Vox hoặc là Blackstar hoặc là Victory.
Còn hệ Mỹ, đặc trưng của nó sẽ là Fender hoặc là Mesa Boogie. Đối với cái âm ly guitar này á, lúc mà chỉnh qua cái hệ Anh á thì mình cảm thấy nó rất là phù hợp với mình, khi mà cái tiếng nó sẽ hơi chói hơn, nó sẽ hơi rác hơn, kiểu như Jimmy sound, nó có một chút gì đó của Amvox và tiếng nó sẽ đâm hơn, nó sẽ nổi hơn khi mà mình chơi cùng với bản nhạc. Và lúc mà chuyển qua hệ US á thì mình cảm giác tiếng nó tối hơn và nó sẽ nén hơn, nó chặt hơn, và mình cảm giác nó sẽ phù hợp với lại nhạc rock hoặc nhạc metal hơn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể điều chỉnh cái nấm này để có thể mình trộn lẫn cái tiếng hệ Anh với tiếng hệ Mỹ để tạo ra được một cái sound mà nó đặc trưng cho bạn hoặc là bạn thấy cảm giác nó phù hợp nhất. Đó là một cái điều chỉnh rất là hay ha, và mình sử dụng rất là nhiều. Thứ tư đó là nó có tích hợp sẵn cái hiệu ứng delay ở trên cái amp mini này. Thì đối với một số cái amp trên thế giới á, thì có rất là nhiều amp họ tích hợp sẵn những cái loại effect vô, ví dụ như là tremolo này, reverb rất là quen thuộc. Ngoài ra thì có tiếng modulation, tiếng chorus này kia ha. Thì đó là đối với những cái amp lớn. Còn đối với một cái amp mini như thế này thì mình rất là bất ngờ khi nó có cái tùy chỉnh delay trong này, và nó có hai cái thông số để mình có thể điều chỉnh được. Đầu tiên đó là cái thời gian của cái delay, tức là cái thời gian giữa cái tiếng gốc của mình và cái tiếng tiếp theo, nó giống như là cái tempo của mình vậy đó, cái tiếng delay, tiếng lặp lại ha. Và cái thứ hai đó là cái độ lớn của cái tiếng. Tuy nhiên nó thiếu một cái thông số rất là quan trọng, đó là cái lần feedback, tức là cái số lần lặp lại. Và cái độ lớn của nó cũng không có được lớn lắm, mà nó cũng khá là nhỏ, nó không có thể làm nổi bật cái tiếng delay được. Tuy nhiên đối với một cái amp chỉ để tập thì mình cũng không có đòi hỏi nhiều về cái effect. Ngoài ra thì tiếng delay cũng sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc điều chỉnh âm thanh. Ví dụ như mà khi mà bạn thấy cái tiếng của mình nó bị khô quá, nó thiếu hiệu ứng quá, thì mình có thể cho một ít cái slap delay, tức là một cái delay với một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đó là một cái mẹo để cho cái âm thanh của bạn nó trở nên nó rộng hơn và nghe nó sẽ kiểu nịnh tai hơn. Cái lý do cuối cùng để mình lựa chọn cái âm ly guitar này đó là nó có một cái cổng headphone để cho các bạn có thể tập luyện mà không ảnh hưởng tới người thân của bạn, không ảnh hưởng tới hàng xóm ha. Khuya bạn cũng có thể tập được, sáng sớm mình cũng có thể tập được. Ví dụ như có thời gian nào rảnh á thì mình lấy ra mình tập, và mình gắm headphone vô với cổng 3.5mm ha, là mình đã có thể tập luyện thoải mái mà không ảnh hưởng tới ai. Thứ hai là trên amp trang bị một cái lỗ MP3 Lightning Aux để các bạn có thể cắm một cái jack 3.5 vào đây, đầu còn lại các bạn cắm vô một cái thiết bị phát âm thanh, ví dụ như là laptop hoặc là điện thoại di động hoặc là iPad, để các bạn có thể jam cùng với backing track hoặc là đánh chung với bản nhạc hoặc là đánh với lại metronome ha. Như vậy thì các bạn cũng có thể sử dụng cái amp này để làm một cái loa nghe nhạc. Tuy nhiên nó sẽ không có hay như là cái hệ thống loa stereo ở nhà bạn đâu ha, bởi vì bản chất nó sẽ là tiếng mono, và cái EQ của nó sẽ được căn chỉnh
theo cái tiếng guitar chứ không phải là để phát một cái bản nhạc ngang đền tai ha. Ngoài ra ở phía sau nó cũng có một cái lỗ cáp để bạn có thể kết nối với một cái cabinet nhỏ tương tự như vậy để tạo thành một cái hệ thống loa stereo để các bạn có thể nghe nhạc stereo. Tuy nhiên cái điều đó mình thấy không cần thiết bởi vì cái em này chỉ để luyện tập thôi mà. Đây là ý kiến cá nhân của mình về cái lý do tại sao mình lại lựa chọn cái Am Black Star này để luyện tập. Và mình rất là hài lòng bởi vì nó sẽ giúp mình giải quyết được rất là nhiều chuyện. Đặc biệt là mỗi lần đi tour diễn thì mình rất là cần nó. Ngoài ra thì ví dụ như đi quay video này kia thì các bạn cũng có một cái loa để có thể đánh theo. Nếu các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái am nhỏ gọn để có thể luyện tập, để có thể mang bất kỳ nơi đâu, ví dụ như là lên núi để quay clip hoặc là ra ngoài biển để chill, thì Black Star Fly 3 đó là một lựa chọn đáng cân nhắc. Bên cạnh những cái am mini của những hàng khác, ví dụ như là Marshall cũng rất là hay, hoặc là Orin ha. Thông tin chi tiết về cái âm ly guitar này á, thì mình sẽ để ở cái phần mô tả bên dưới ha. Nếu các bạn quan tâm thì có thể tìm kiếm ở đó ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn tập luyện guitar thật là vui nha. Thank you.